Sau đây tôi sẽ bảo tiếp mọi người là cách mà chúng ta xử lý cái phần vấn đề là cái cửa sổ mái cho cái công trình này. Ví dụ như là mình muốn hoặc là mình muốn đục các lỗ mở cho cái mái ấy, thì mình làm như thế nào? Thì vào tầng mái đây. Thì ở trong cái phần architecture này nó có phần opening này. Thì ở đây nó có phần là đục vertical. Vertical đây này. Là đục thẳng đứng này. Ta chọn là vertical đây. Thì ta chọn là mái này. Đó, và ta sẽ đục cái mái này. Ví dụ tôi offset vào đây, ví dụ như là -600. Này. Này. -600. Này. Này, ví dụ như là finish đi. Đây, các bạn sẽ save project đi. Các bạn nhìn 3D, các bạn thấy cái mái này đục không? Thì khi này nó đục là gì? Là nó đục thẳng đứng xuống. Các bạn có thấy không? Đây là cách đục thẳng đứng. Còn tôi xóa đi. Còn nếu mà tôi đục nó vuông góc thì tôi vào lòng mái này. Architecture thì các bạn sẽ chọn ở đây nó là biface. Là đục theo bề mặt, tôi chọn đây. Biface đây. Biface thì tôi cũng chọn lòng mái này. Và bây giờ tôi cũng chọn về mặt bằng. Tôi cũng vẽ sketch đấy. Chọn này, trừ vào 600. Vì những cái phần lỗ mở mái này chúng ta cũng sẽ này. Này. Finish. Các bạn nhìn 3D đi. Các bạn sẽ thấy đây nó đục làm sao? Đục vuông góc. Đúng không? Thì đây cũng là một cách đục. Đó. Còn ví dụ như ở đây, ví dụ như sau này ta muốn đục một cái lỗ kỹ thuật, ô kỹ thuật ở đây chẳng hạn. Thì ta sẽ dùng cái gì? Ví dụ như vào tầng 1 đây, hoặc tầng mái đây. Tầng 3 đi. Tôi muốn đục cái hộp kỹ thuật đây, đúng không? Vì sau này nhiều tầng tôi sẽ đục cái trục, ví dụ thang máy hay thang bộ hay là phần hộp kỹ thuật, thì tôi dùng ở sáp. Mọi người nhìn chữ sáp đây không? Tôi chọn vào sáp đây và tôi sẽ vẽ cái sketch này vào đây. Ví dụ tôi đục cái lỗ mở như này cho phần thang máy, thì đây nó có symbolize. Chọn symbolize đây, các bạn vẽ cho tôi cái ký hiệu này là ký hiệu gì? Lỗ mở, đúng không? Này, tuần finish này, thì các bạn sẽ nhìn 3D này, các bạn sẽ thấy cái lỗ mở đây không, và cái lỗ mở đấy sẽ tính theo tầng, là từ tầng 1, từ cốt 0 đến tầng gì, đến tầng mái. Ví dụ đây nó phi qua mái thì nó sẽ đục như này này. Thì khi tôi chỉ cần chỉnh sửa cái sáp này thôi ấy, thì tất cả các lỗ mở này nó chỉnh theo tất cả các tầng, các bạn hiểu không nhỉ? Nó sẽ khớp nhau, chứ không phải ví dụ như mình vẽ két ấy thì mình sẽ phải block hoặc mình phải chỉnh cái đấy. Nó cũng sẽ rất mất thời gian cho các cái lỗ mở đấy. Đôi khi cái lỗ mở tầng 1, tầng 2 lại không khớp nhau. Đấy nhá. Đấy, thì cái sáp này nó xử lý như vậy. Đây, tôi không muốn đục qua mái thì tôi chọn này. Đến tầng gì thôi? Đến tầng 3. Thì nó sẽ đục đến tầng 3, nó xuyên qua tầng 2. Các bạn thấy không? Xuống đến tầng 1. Còn các bạn có thể chọn đây, nó có thể xuống đến tầng 1 và trừ xuống 150 qua lớp hoàn thiện. Thì đây, nó sẽ xuống đến như này. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Xong bắt đầu đi phần xuống dưới nó ngầm ra ngoài. Đó. Thì đây là các cái khoảng đục. Còn giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn, chúng ta sẽ có các kiểu mái như sau để chúng ta có thể ghép được mái. Chọn mái này. Set. Thì chúng ta sẽ vẽ ở đây nó có những cái mái như ví dụ như mái hip roof. Đấy nhá, chọn đây. Những mái này thì ở nước ngoài nó dùng nhiều, ở Việt Nam bắt đầu các cái resort nó cũng dùng nhiều. Có nghĩa là tường như thế nào thì làm sao? Mái sẽ đi theo chu vi như vậy. Nhỉ? Này, finish. Đó, ở bên kia họ chỉ có hai tầng thôi, nên thành ra họ mái như nhà họ làm đúng như hệt như thế. Chọn nha. Nên là vẽ, cách vẽ của họ rất là dễ. Này. Đấy nhá, ví dụ như nó offset ra. Offset ra khỏi tường, chu vi của cái nhà đấy thì nó chỉ có hai tầng thôi. Thì chúng ta vẽ một cái như này thế là xong. Đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta vẽ bằng các phần mềm khác, ví dụ như CAD thì chúng ta phải nghĩ cái này nó sẽ rất mất thời gian. Nha. Nha. Và vấn đề là khi triển khai cái mặt cắt này sẽ rất là mệt. Còn Revit thì không nghĩ đến việc đấy luôn. Nha. Riêng cái này xử lý được rất là nhiều rồi. Tiếp tục ở đây. Chọn đây, set. Tôi vẽ tiếp đây, một cái mái nha. Các bạn thấy không? Ok, bây giờ các bạn muốn đục cái mái, các bạn chọn đây. Các bạn có thể offset vào ví dụ như -3000 chẳng hạn. Này. Bên trong này thì các bạn muốn offset thì các bạn phải bỏ đi file slope trong này ra, thì chúng ta sẽ đục được cái mái đấy. Này, nó như này. Cảm thấy không? Bây giờ tiếp tục đây. Tôi chọn về size này.
là tổng mặt bằng ấy, nhìn từ trên xuống dưới, chọn là mái này. Sẽ tôi vẽ tiếp một cái mái ở đây, đúng ở vị trí này. Và tôi bỏ hai đường dốc ở đây đi. Finish. Bây giờ tôi đặt mặt cắt qua đây. Đây. Click được đây. Thì các bạn sẽ thấy cái này đang ở tầng 1, tôi cho về tầng mái này. Và tôi dùng lệnh gì? Mover. Move từ điểm này lên đến điểm này. Được chưa? Chúng ta nhìn 3D đi. Đây. Được chưa? Chúng ta có cái mái này và mái này. Và một cái mái nữa, chúng ta cũng hay làm, chọn đây. Set. Vẽ đây. Mái nó sẽ rất đa dạng, chọn đây. Finish. Các bạn nhìn đây. Các bạn sẽ thấy cái mái ở đây đúng không? Và bây giờ tôi muốn co cái này lên trên thì tôi click đúp vào đây. Tôi chọn hai cái cạnh này. Và tôi đặt cái offset này, ví dụ cao lên tầm khoảng 2000 nữa. Finish. Bạn thấy mái đây không? 2000. 2000 đấy là cái gì? Chọn đây này. Các bạn vẽ ở đây. Chọn mặt cắt qua đây. Đây. Thì 2000 là cái gì? Là từ cái phần level này này. Từ cái chân mái này. Đến cái này là bao nhiêu? 2000. Các bạn thấy không? Đây này. Còn nếu mà ta muốn vát bao nhiêu độ ấy thì ta chọn này, ví dụ như ta muốn vát sâu hơn là 45 độ này. Đây. Thì nó sẽ như này này. Đúng không? Hoặc các bạn chọn đây 35 độ. Tùy chúng ta. Các bạn thấy xử lý cái máy này được không? Bình thường các bạn vẽ các phần mềm khác thì cái này thứ nhất là các bạn chỉ diễn họa. Đến lúc các bạn triển khai ra cái máy này cũng rất là mệt. Khi từ ảnh 3D triển khai ra 2D. Đúng không? Đó. Thì đây. Cái này nó tạo dựng từ đây đến chân này nó là bao nhiêu? Là 2m. Chính xác luôn. Hoặc chúng ta có thể làm được những cái dạng như ví dụ như là các khu resort hoặc là cái khu quần thể. Chúng ta chọn đây. Đây. Cạnh này đây. Các bạn nhìn đây. Thấy cái mái đây chưa? Đúng không? Hoặc vấn đề chọn đây. Nó là cái chòi nghỉ chẳng hạn. Đấy nhá. Chúng ta xử lý cái đấy rất là nhanh. Đây các mái đây. Ta bỏ đường dốc đi thôi. Chọn đây. Các bạn có thể dùng lệnh mirror này. Qua đây này. Đây này. Đây. Nha. Đó. Đôi khi có những cái nhà mà nó là nhà của gì? Nhà điều hành ấy, hay quản lý hoặc là những cái khu resort các thứ ấy thì nó sẽ phải sử dụng những cái máy này. Khi nào? Đúng chưa? Đó. Thì các bạn sẽ chọn những cái máy này, chúng ta có thể ghép được các máy này với nhau. Mọi người hiểu vấn đề không nhỉ? Đó. Thì khi làm với máy này thì chúng ta sẽ định hình được việc là chúng ta sẽ tạo được rất nhiều kiểu mái khác nhau mà để chúng ta có thể làm sao ghép mái lại với nhau để nó hình thành lên. Ví dụ như chỗ này, như vừa nãy tôi bảo các bạn đó, tôi có thể chọn cái mái này, sẽ vẽ thêm một cái mái bên cạnh này nữa này. Ví dụ như này, các bạn bỏ đường dốc hai bên này đi này. Chọn này thì các bạn sẽ thấy cái mái này đúng không? Nhà này thì các bạn dùng như vừa nãy modify này, vào join roll group này, chọn đây này, chọn đây này, các bạn thấy không? Và các bạn chọn vào gì? Domer. Chọn máy này. Và chọn máy này. Và chúng ta làm sao? Đây. Chọn đây. Chúng ta dùng trim đi. Finish. Bỏ đi đúng không? Nếu mà chúng ta muốn chỗ này nó cũng gấp thì chọn đây. Chúng ta thêm đường dốc vào đây. Finish. Và chúng ta chọn cạnh này. Chúng ta cho lên offset lên bao nhiêu? 2000 rồi ạ. Đây. Đây. Các bạn thấy không? Đây là cái máy phụ hoặc chúng ta có thể cho dịch vào đây. Tùy theo cái thiết kế của chúng ta mong muốn. Đúng không? Thì các cái máy về biệt thự ấy sẽ xử lý rất là nhanh. Các bạn thấy không? Thì đây là những cái máy mà chúng ta có thể là hay dùng nhất. Đúng không? Nó có cả các cái máy hình gì? Hình chóp. Này. Và group. Group by posting này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có các cái máy hình chóp. Ví dụ hình chóp nón này. Chọn này. Nhà các bạn chọn này, các bạn chọn bao nhiêu độ, 60 độ này. Finish. Bạn thấy đấy không? Đúng không? Ví dụ như các bạn đi những cái máy này thì thường nó dùng ví dụ như là Vinpearl nó cũng có này. Đấy nhá. Phú Quốc này hoặc là Bà Nà Hill này. Đấy. Đấy, One Hit này. One Hit này cũng có này. Đấy, rất nhiều cái design thiết kế mà ta mong muốn.
Và vấn đề là có những cái mái nó có thể là kết hợp được với nhau. Như sau, là chúng ta sẽ vẽ mái như này. Và có thể là đường cong ra như này. Finish. Bạn nhìn này. Có những mái như này. Bạn thấy không? Đúng không? Đó. Chúng ta có thể là có nhiều loại mái khác nhau để chúng ta xử lý cho nó ok. Đó. Còn đây chúng ta cũng có các cái dạng mái, ví dụ như là mái kính. Thì ví dụ như ở đây, chúng ta chọn cái mái này là mái kính. Chọn đây, thì các bạn chỉ cần chọn tôi xuống đây và các bạn nhìn đây nó có chữ là gì? Slope glazing, thì đây đang là mái kính. Và các bạn thấy bây giờ nó không có đường cong đúng không? Bởi vì chúng ta chưa chia gì? Chưa chia lưới, chọn vào edit này, sau này nó sẽ có chia lưới grid này. Ví dụ như chọn theo khoảng cách này, khoảng cách là bao nhiêu? Ví dụ tôi cho 600. Đây là grid 1, đây là grid 2, 600, 600 là chia ô vuông này. Này, nó chia một cạnh nữa, thì nó sẽ tạo được. Bạn thấy đây không? Đó, thì từng cái kính này, chúng ta cũng có thể làm sao sau này chúng ta có thể là thay thế được. Từ đây, ví dụ như ấn tab có thể thay thế được những cái này, nó bằng trống chẳng hạn. Nó có thể thay thế bằng một cái miếng kính khác hoặc là lợp bằng một cái tấm gì đấy nha. Hoặc là những cái máy kính này chúng ta có thể chọn mắc chốt MA. Này, bạn thấy không? Đó. Đấy. Mọi người hiểu về đề không nhỉ? Chúng ta có thể mắc chốt từ máy này sang máy kia. Này, MA. Đó. Đó thì đây là những cái cách mà chúng ta vẽ các cái dạng mái. Được chưa? Style mái khác nhau. Rồi mọi người thử vẽ thử cho tôi mấy cái này xem nào. Được chưa?